Hi, xin chào anh em, hôm nay sắp cùng kiện KENDU xin gửi đến anh em một cái mẫu còi đĩa Denso. Đó, anh em có thể thấy trên hộp nó để đây. Đó, thì trong cái đó là xô này, xô này, dì ben này. Đây thì shop cũng đã khá là sẵn, nghĩa là con nhân sẵn rồi, cũng đã đấu dây sẵn rồi nha anh em. Chỉ cần đầu này với đầu kia mà có thể chuẩn bị với nhau thì bắt cái hộp cũng được, nó cũng rất là đơn giản. Và shop cũng đã chuẩn bị sẵn một cái công tắc cho mình để mình bấm cho nó, khi mà có công tắc nó bấm dễ dàng hơn. Rồi bây giờ có sẵn hai cái nguồn điện rồi, quát luôn cho anh em 12V. Đó, bây giờ mình chỉ cần đấu dây vào thôi, để mình đấu sao cũng được, bên nào đen bên màu đỏ cũng được nha em. Nó không có làm không biết gì, rồi thì mình quát cho anh em xem những cái thứ nha. Sẽ có nhân viên sẽ tiện nghe đây. Rồi xin cảm ơn em, xin chào em, chúc em buổi tối vui vẻ. Rồi xin chào em nha.